biên chế của chính là Bình Dương. Trận đấu đã bắt đầu. Và như vậy là trong đó người đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự là Vũ Văn Thanh. Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay huấn luyện viên Lee Tae-hoon sử dụng Văn Thanh ở vị trí này. Trọng tài vừa thổi phạt lỗi của Tô Văn Vũ với Tuấn Anh. Đó là một pha vào bóng khá nguy hiểm của Tô Văn Vũ. Khi Tuấn Anh đã lướt lên và Tô Văn Vũ đã vào bóng bằng dầm dày tại cầu đậu. Cú đá của Minh Vương. Thực tế thì Nguyễn Phong Hồng Duy, người đang thi đấu ở vị trí hậu tiền vệ phải, cũng như là Châu Ngọc Quang sẽ thường xuyên dâng cao có những pha bứt tốc để phối hợp cũng như là những tình huống nhạy cảm, đặc biệt trong trận đấu như anh Hoàng Long vừa nhắc đến giữa câu lạc bộ Sài Gòn và Bình Dương. Đây là một pha lên bóng thoáng ở bên phía cánh trái của cầu thủ Hoàng Gia Lai đi bóng vào. Suýt chút nữa đã có một pha đá phản lưới nhà của trung vệ bên phía BKMX Bình Dương và Tấn Trường là người vừa cứu nguy. Ban huấn luyện của BKMX Bình Dương tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, đặc biệt ở trận đấu trước khi cho anh đeo băng đội trưởng. Chúng ta đang thấy các cầu thủ Hoàng Gia Lai thi đấu rất xông xáo. Đường truyền của Văn Toàn không được. Vẫn là sự xuất hiện đúng lúc của Sumiko Veniamin, hệ thống phòng ngự của BKMX Bình Dương. Đây là tình huống mà Văn Toàn đã rất nhanh và gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy cản. Đang thấy được một tốc độ có thể nói là khá nhanh được các cầu thủ Hoàng Gia Lai áp dụng. Và đây là Vanderluis. Vanderluis truy vào. Không được đủ đà để có thể thực hiện một pha căng bóng vào trong thuận lợi để cho đồng đội của mình di chuyển và dứt điểm. Đang rất đau đầu để tìm cách khắc phục, không dễ để có thể. Trong khi đó thì bên phía Hoàng Gia Lai vẫn có một cầu thủ phòng ngự hạng. Thì trong những trận gần đây, người ta thấy giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh của Bình Dương thường xuyên ra sát đường pitch để trực tiếp chỉ đạo đội bóng này thi đấu. Khi Trần Minh Chiến nói lời chia tay với câu lạc bộ BKMX Bình Dương thì việc cùng có sự chia sẻ và cùng nhau để có thể chèo lái con tàu Bình Dương. Có thể nói sân trơn bóng ướt đã giúp cho BKMX Bình Dương tránh khỏi một cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của họ. Cầu thủ này còn thiếu chính là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, mặc dù năm nay đã 26 tuổi. Đây mới là mùa giải đầu tiên ở cấp độ cao nhất, ở sân chơi cao nhất cấp câu lạc bộ của Việt Nam mà anh thi đấu. Vừa rồi bóng đã chạm vào đầu của Nguyễn Phong Hồng Duy và suýt chút nữa đã khiến cho Lê Văn Trường gặp khó khăn. Tiếp tục là quả phạt góc dành cho BKMX Bình Dương, một pha phối hợp đá phạt chìm. Không được, người dứt điểm là Trọng Huy. Về 3 điểm hết sức quý giá cho BKMX Bình Dương trong trận đấu sẽ giành tấm vé lên hạng, lên chơi ở hạng nhất mùa sau. Châu Ngọc Quang một pha không chơi bóng rất kỹ thuật và Văn Toàn dứt điểm. Có đủ thời gian để Văn Toàn ngắm nghía và chỉnh thước ngắm cho cú dứt điểm vừa rồi của anh, một cú sút xa. Trong khi đó ngày hôm nay không có Xuân Trường cũng là thiếu. Có thể nói vào lúc này việc làm thế nào để ngăn được câu lạc bộ Hà Nội có chiến thắng, đó là điều mà các đội bóng khác chưa tìm ra được phương án, tận dụng được thời cơ. Và để cho đến lúc này thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang chiếm được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với cách biệt khá an toàn là 5 điểm với câu lạc bộ. Bây giờ thì trận đấu tiếp tục quay trở lại. Đường truyền là của Tuấn Anh và bứt tốc của Văn Toàn. Văn Toàn rất nhanh. Vẫn là Văn Toàn kịp không? Văn Toàn đã thất thế trước Veniamin chín của Hoàng Gia Lai. Tuy nhiên nếu như đây là một điều kiện thời tiết tốt, mặt sân khô, không thể nào bứt hơn được nữa sau một tình huống tì đè hợp lý của Veniamin. Đúng là như vậy thưa anh Viễn. Nhưng bây giờ thì đội bóng đỏ đang phải đối mặt với một tình huống phản công của đối phương. Đó là pha xử lý của Tiến Linh. Tô Văn Vũ. Trọng Huy với cơ hội tung ra một cú dứt điểm. Bóng đi chìm và găm thẳng vào phía góc xa khung thành của Hoàng Gia Lai. Nhưng thật đáng tiếc vì bóng đi chệch cột dọc khung thành trong gang tấc. Tất cả các cổ động viên của Hoàng Gia Lai có lẽ đều nín thở ở tình huống này. Và các cổ động viên của BKMX Bình Dương tưởng chừng như là đã được an nguyên bàn thắng rồi. Và huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn tôi nghĩ là rất cao. Có thể đây chỉ là một sự điều chỉnh mang tính tinh thần mà thôi. Và cũng có thể là nó mang tới nhiều may mắn hơn cho Bình Dương chẳng. Rất nguy hiểm, một cú đá rất đẹp. Và
Nếu như đó là một bàn thắng thì thực sự là bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu này. Tưởng chừng như là đã có một siêu phẩm diễn ra tại sân Gò Đậu ngày hôm nay. Cú đá từ rất xa, cự ly khoảng 40m. Một cú bóng nửa nảy với cái vuốt má ngoài chân phải của Trần Trọng Sáng. Góc và người thực hiện là Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng lập bập rất nguy hiểm nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã không có gì khó khăn với Tấn Trường. Trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh đã ngăn chặn tình huống phản công nhanh của đội chủ nhà. Một tình huống phạm lỗi rất thô. Một tình huống phạm lỗi bắt buộc của cầu thủ đang đeo băng đội trưởng bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Đánh đầu, không vào. Đó lại là một tình huống mà các cầu thủ BKMX Dương là những người chiến thắng trong một pha chạy bóng trên không. Người đã chạm bóng ban đầu là Tiến Linh. Bóng vừa đi dạo ngang qua khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Văn Toàn, bởi Văn Toàn cũng đã chủ động di chuyển một cách rất thông minh. Anh điều quan trọng nhất là bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Đó là một cách biệt có thể nói là rất vững chắc để giúp cho họ tiếp tục giành lấy ngôi vị cao nhất của bóng đá Việt Nam. Cú sút, đó là pha dứt điểm căng của Wander Luiz, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Lê Văn Trường. Cú dứt điểm từ cự ly khoảng 25m. Chúng ta cũng thừa biết các trọng tài ở Việt Nam thường luôn có những tình huống bắt an toàn hay là những tình huống bắt bù, và một số trọng tài đã khiến cho các cầu thủ cũng như là các đội bóng bị ức chế với những tình huống xử lý của mình. Và việc đào tạo, phát triển và tìm kiếm ra những lứa từ 99 đổ lại thì chúng ta không có được một thành tích nào thực sự đáng chú ý. Đánh đầu! Và như vậy là bàn thắng mở tỷ số vừa đến với các cầu thủ BKMX Bình Dương. Người đã bật lên trong pha tranh chấp là Tiến Linh, nhưng chắc chắn là sẽ cần pha quay chậm để biết xem Tiến Linh đã chạm bóng hay chưa. Một tình huống đá phạt rất khó chịu. Chúng ta cũng đã có một vài tình huống trong hiệp 1. Tiến Linh là người chạm bóng ban đầu gây ra khó khăn cho Lê Văn Trường. Và bây giờ thì Tiến Linh là người ghi bàn. Đúng là pha chạm bóng ban đầu của Tiến Linh đã khiến cho thủ thành bên phía Hoàng Gia Lai không thể nào ngăn chặn được hướng đi của bóng. Và 1-0 cho BKMX Bình Dương. Tung ra được những đường truyền thì đó có thể là một lợi thế cho những tình huống phản công của Hoàng Gia Lai. Văn Thành đã dâng cao. Đó có lẽ là tình huống tham gia tấn công đầu tiên của cầu thủ mang áo số 17 trong trận đấu ngày hôm nay. Cái nào đến từ trọng tài Hoàng Tuấn của tình huống vừa rồi. Văn Toàn đã bị bắt lỗi việt vị trong một tình huống mà cầu thủ Hoàng Gia Lai đã chuyền bóng rất hay. Đường truyền là của Văn Thành. Như vậy sẽ có một tình huống đá phạt cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Thì rất nhớ Xuân Trường. Và giá như những gì mà chúng ta đang nhìn thấy. Một cú sút căng bằng ghế huấn luyện. Vừa rồi là một tình huống phạm sai lầm rất đáng trách của trung vệ Rabo Ali. Nhưng may cho anh là khung thành của Bình Dương không phải chịu một cơn sóng gió nào sau sai lầm đó. Và bây giờ là tình huống tấn công của các thủ áo xanh. Cánh phải khá thoáng, đây là Tô Văn Vũ. Vẫn là Tô Văn Vũ. Hồ Tấn Tài đưa ống vào. Một pha căng ngang hiếm hoi và cơ hội dứt điểm. Vẫn còn Tiến Linh, không được. Rất đáng tiếc. Kỹ thuật rất hoàn hảo. Ở tình huống đỡ bóng này, đúng là rất hoàn hảo. Nhưng sau đó thì anh đã hoàn thành được một nửa hành trình đó. Hồ Sĩ Giáp phạt góc cho các cầu thủ cũng không chiến. Và trèo bóng rất mạnh vào trong của Lê Tấn Tài. Lúc này Tấn Tài đang chơi rất xông xáo. Anh đang nổi trội hơn hẳn so với người đồng nghiệp của mình ở bên kia chiến tuyến. Và như vậy là bàn thắng đã được công nhận cho BKMX Bình Dương 2-0 rồi. Niềm vui dành cho các cổ động viên của đội bóng đất thủ đã có chút lưỡng lự khi tất cả cùng chờ đợi xem quyết định của trọng tài ở tình huống vừa rồi. Hữu Giáp
Sĩ Giáp có ở vào thế việt vị trong pha dứt điểm của anh hay không. Và ngay cả bản thân tôi thì cũng phần nào đó cảm giác là cầu thủ của BK Bình Dương đã rơi vào thế việt vị, và đó là một tình huống rất rõ ràng. Không hiểu sao trọng tài biên không căng cờ khi mà Hồ Sĩ Giáp là người đã đi từ dưới lên, không có một cầu thủ nào áo đỏ nào ở bên dưới. Phút thứ 70 rồi. Cơ hội cho các thủ Hoàng Sa Lai, tuyệt vời. Không thể tin nổi thì đúng hơn. Phản xạ ở tình huống vừa rồi của Tấn Trường là quá nhanh. Vẫn đang bị đau sau khi truy cản cú sút rất nhanh của Văn Toàn. Một tình huống chích mũi dày. Có vẻ như bóng cũng đã trúng vào vùng mặt của Tấn Trường ở tình huống này. Thì huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã rút Minh Vương khỏi sân để đưa vào sân Xuân Trường. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc Bà Rịa Vũng Tàu sau rất nhiều đầu tư chăm chút cho những nhân sự cũng như cơ sở vật chất của đội bóng cuối cùng cũng đã tìm được suất lên chơi ở giải hạng nhất. Đường chuyền ra không chính xác của Tô Văn Vũ. Đây là Văn Toàn. Đẩy bóng lên cho Đinh Thanh Bình. Bóng vẫn còn trong sân. Đinh Thanh Bình. Văn Toàn. Không có lỗi. Một tình huống ngã để câu lỗi của Văn Toàn, nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã không thổi còi. Cú sút. Đó là pha dứt điểm của Xuân Trường. Một tình huống rất khó chịu. Bóng đã đập đất trước khi đến với vị trí của Tấn Trường. Và có vẻ như thủ môn mang áo số 1 của BK Bình Dương một lần nữa đã bị bóng đập trúng phần mặt. Đúng là Hoàng Anh Gia Lai xuống hạng là cụm từ đã được nhắc đến không ít lần. Lỗi việt vị rất rõ ràng của Đinh Thanh Bình. Và thậm chí cũng không phải ở riêng mùa giải năm nay, mà cả ở những mùa giải trước nữa. Và như vậy là 3-0 một cách quá đơn giản cho BKMX Bình Dương. Trong tình huống mà chúng ta vẫn đang xem là pha thay người của đội chủ nhà, thì không hiểu vì sao Tiến Linh lại có được một khoảng trống mênh mông để thực hiện một pha dứt điểm đơn giản hạ gục thủ thành Lê Văn Trường để nâng tỷ số lên 3-0. Và thưa anh Viễn, chúng ta đang có được một kịch bản khá giống với trận đấu mùa trước. Tiến Linh đã có một cú đúp, Hồ Sĩ Giáp đã ghi bàn. Và nếu chiều theo kịch bản của mùa giải trước thì chúng ta sẽ còn một bàn thắng nữa của Ali Ramo chăng cho BK Bình Dương. Và BK và Hoàng Gia Lai cũng sẽ có được một bàn thắng. Và bây giờ thì sẽ không có kịch bản y chang như mùa trước, đó là Minh Vương đã bị thay ra rồi. Và chúng ta cũng không thể hiểu được ở tình huống này các trung vệ áo đỏ đã ở đâu.